lên tầng 5 đi. Không chịu, bây giờ mẹ
mà con cầm mà con vứt đi đâu rồi? Lại giống 200 nghìn rồi. Cứ vứt đi. Phải cầm ở trên tay liên tục chứ. Đấy, đấy chứ. Đây các bạn nhỏ đông lắm. Các bạn lấy đi đâu rồi ai mà. Các bạn chạy đúng tầng 1 rồi thì ai mà tìm được. Con phải cần cảnh giác với 200 nghìn á. Ow, đau mẹ. À, con có biết cái này quật vào mẹ đau thế nào không hả? Cái này này. Thank you.
viên, học sinh sinh viên vào đây ăn đông. Con có thích ăn không, vào xin cô cái này đấy. Nè, mình nghĩ là ước gì mà mẹ con mình có tiền được vào đấy ăn đấy, mẹ xin mà sợ ai nó một xăm rồi thì có bọn thừa tiền nó mới vào đấy nó ăn, nên mình làm sao mà mình phải ăn cái này, có bị điên đâu mà ăn cái này thì nó tốn tiền. Đi chơi vui thôi, ai mà ăn để tiền mà mua đồ chơi đúng không? Con không mua đâu. Con ăn con về nhà con ăn, con không thiếu đồ ăn ở nhà đâu. Ở đây nó chỉ có cái vui thôi, thịt thì vẫn vậy, nó xay ra nó làm đủ mọi món, có cái gì đâu. Cần người các lửa miệng hỡi lại đi, lại đi giật lùi. Con thích thì con chạy vào con ăn. Mẹ thấy nó chả có gì ngon cả, toàn đồ chiên rán ăn nhiều đau bụng. Mẹ muốn mua quyển sách tiếng Anh cho con lắm mà con không chịu học. Đấy là một tiền. Mẹ lên mẹ mua quyển sách đấy đây, con không đọc thì thôi. Mẹ học. Mẹ không được học. Con đứng yên đấy này, mẹ lên mẹ mua nhá. À không phải lên mà đây này, mẹ sách đây bị đâu. À lồng đèn con gà này. Đẹp giống một con cá rồi. Đi vào đây xem có cái gì hay không, cô nan không? Đi. Không. Còn lâu ấy chứ. Ô con làm sao ấy? Mẹ vào đây mẹ đọc sách tí mẹ về. Kia little em ai bán chị bảo em bỏ ra con không học, mẹ học, mẹ không cần con phải học, mẹ cũng cầm mẹ nhá, đừng có mua. Đây đây đó.
250. À, giảm giá rồi, còn 225 thôi. Lên tiền rồi. 25. Con cầm cho mẹ 200. 200 cái gì mà 200? Biết. 25. Con đưa cho mẹ với mình. Này. Đưa cho con. À. Nó thích con này từ hôm trước, từ tuần trước. Đi con này. Đi. Về học tiếng Anh giỏi. Sao này mẹ lại mua nữa nhỉ? Không thích đâu. À, học tiếng Anh giỏi sau này có nhiều tiền, con thích mua gì thì mua. Đi ra kia. Con không có học tiếng Anh đâu. Học trên điện thoại cơ. Ừ. Học trên điện thoại cũng được. Mẹ sợ hỏng mắt thì mẹ học bằng sách. Sách to hơn. À, đút vào túi này. Đi mẹ em đi. Bước vào đây con. Bước vào túi á. Khổ. Bước vào túi con á. Đi xuống tiếp nào con. Gì đâu mà sợ, không? Nước rồi con.
nào bước vào đây. Mở cửa cho mẹ. Đi con. Ôi, mùi xăng. À, đi con đi. Nóng. Đi con đây, ra đây nào. Này đĩa về nhá, mới diễn một vở kịch như này này, đây này, đây nhá, đây nhá.